Na kính chào tất cả quý khách hàng. Hơn 600 triệu đồng, khoảng 688 triệu đến khoảng từ 740 triệu đồng thì chúng ta sẽ lựa chọn cái dòng xe nào? SUV 5 chỗ ngồi hay dòng MPV 7 chỗ ngồi? Trong clip mới nhất ngày hôm nay, Văn Hội sẽ chia sẻ cho anh chị rằng là nên lựa chọn Toyota Cross phiên bản 1.8G hay Toyota Veloz phiên bản 1.8 top. Vậy chi tiết thì ai sẽ là người lựa chọn phù hợp với phiên bản 1.8G hoặc ai sẽ là người lựa chọn phù hợp với phiên bản Veloz top? Kính mời quý khách hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Bên cạnh anh chị đó chính là hai tùy chọn của Toyota Veloz. Đây là Veloz phiên bản 1.5 CVT. Trong khi đó bên phải màn hình của anh chị đó chính là Veloz 1.5 Cross Top với giá 648 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, xe trang bị khối động cơ 1.5 DOHC 20 cam kết hợp với hộp số CVT thì Veloz 1.5 CVT có giá bán 648 triệu đồng. Chúng ta đã sở hữu ngay một cái dòng xe mà trang bị những công nghệ nổi bật như là hệ thống phanh tay điện tử, sạc không dây. Còn người Anh nổi bật hơn nữa, Veloz Cross Top còn được trang bị cái la răng lên đến 17 inch kết hợp với hệ thống Toyota Safety Sense cho khả năng nhắc cảnh báo tiền va chạm ở phía trước, phanh tự động cũng như là kiểm soát hành trình chân ga hay hệ thống đèn AH tự động dương pha khi không có xe đối diện. Tuyệt vời đúng không ạ? Mức giá là 688 triệu đồng, động cơ 1.5, hộp số CVT, vô cấp, trang bị đến 7 chỗ ngồi. Vậy ai sẽ là người lựa chọn phù hợp với những anh chị mà gia đình có thêm cả ông bà thường hay di chuyển về quê với nhiều đồ đạc và trong khoảng tiền hơn 600 triệu đồng mà chúng ta mong muốn sở hữu những cái công nghệ cao cấp, đặc biệt nhất là khi anh chị di chuyển trong phố hoặc là đi trên những cái cung đường dài. Toyota Veloz phiên bản top cũng như phiên bản CVT sẽ là cái lựa chọn phù hợp. Vì cái tài chính như Veloz phiên bản 1.5 CVT 648 triệu đồng, nếu lăn bánh ở một tỉnh thì đâu đó cũng chỉ nhỉnh hơn 700 triệu đồng. Thì chúng ta đã sở hữu ngay một cái dòng xe MPV 7 chỗ ngồi. Và lại là gì nữa? Động cơ 1.5 thì cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất tuyệt vời. Và Veloz top thì còn trang bị thêm nhiều công nghệ cao cấp, đặc biệt nhất là trang bị cả một cái màn hình lên đến 9 inch, phanh tay điện tử, tính năng Black Hole phanh tự động và hàng ghế sofa gập phẳng luôn. Còn một cái phiên bản 746 triệu đồng. Nào, anh máy quay sẽ di chuyển dần sang. Đó chính là chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G. Vậy 1.8G thì sẽ dành cho ai, phù hợp là như thế nào? Trước tiên, xe trang bị khối động cơ 1.8. Anh chị biết rồi, khối động cơ 1.8 thì cho khả năng vận hành mạnh mẽ, tăng tốc bứt phá. Tiếp theo, đây là một cái dòng xe SUV crossover với 5 chỗ ngồi thì một cái khoảng không ở cái phần cốp phía sau cũng sẽ rất rộng rãi. Khoảng sáng gầm của xe là 161, di chuyển linh hoạt, bám đường và cái la răng lên đến 17 inch nhưng lốp bản rộng cho khả năng bám đường hơn nữa. Tiếp theo là gì ạ? Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đúng không ạ? Vậy Cross 1.8G sẽ phù hợp với ai ạ? Sẽ phù hợp với những anh chị mà thường hay di chuyển ở trong phố. Cuối tuần chúng ta về quê, gia đình chỉ có khoảng từ 4 đến 5 người. Hay có những cái chuyến du lịch lên những vùng đèo, núi cao. Động cơ 1.8 cho khả năng vận hành mạnh mẽ, hộp số CVT mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Xe nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, cực kỳ là bền bỉ, chắc chắn, đúng không ạ? Đó chính là hai cái lựa chọn trong khoảng tiền. Như Văn Hội mà gia đình mà 7 người cả ông bà thì Veloz top sẽ là một cái lựa chọn cực kỳ mà chúng ta đáng cân nhắc. Đặc biệt nhất, hàng ngày di chuyển trong phố, động cơ 1.5 cũng đã đủ dùng rồi, êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp với hộp số CVT, hệ thống phanh tự động an toàn. Còn
Cross, động cơ mạnh mẽ dành cho những anh chị người trẻ hứng khởi hoặc những người có tuổi mà thích sự động cơ phấn khích khỏe khoắn lên những cái cung đường đèo núi, tích hợp thêm hệ thống cruise control giữ ga tự động theo hành trình, đặc biệt nhất là trên những cái cung đường trường, khoảng sáng gầm đủ dùng 161mm, leo ở trong phố, những vỉa hè hay chúng ta đi ra đường trường thì vẫn rất bám đường, kết hợp với cái lốp bản rộng. Đó chính là cái chia sẻ chi tiết nhất của cả hai model Veloz hay Cross. Để thêm những cái câu hỏi, comment ở phía bên dưới, kính mời quý nhà hàng hãy chia sẻ cũng như comment để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được giải thích thêm để tư vấn chi tiết hơn nữa, để anh chị lựa chọn được chiếc xe phù hợp trong khoảng giá hơn 600 triệu đồng 7 chỗ ngồi hay hơn 700 triệu đồng dòng crossover 5 chỗ ngồi. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn, kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.